Thế là thoát được rồi. Ê Đức ơi, lâu thế, hết máy rồi đấy. Tao mãi mới trốn được mẹ đấy. Ờ, à, nhanh lên Điệp ơi, nấu cơm đi. Ơ, à, lại trốn đi nét rồi. Cái thằng này, tôi với ông lên đó đi. Đi. Hay, chơi nhanh lên, tao có 15 phút trốn đi thôi đấy. Cứ bình tĩnh, nét tao chơi. Ờ, à, lần sau nghỉ nhá. Thôi xong, bố mẹ tao kìa. Uầy, uầy. Thằng Điệp đâu rồi? Ra bố mày tóm sống. Để tôi lên cửa trước, ông tóm ở cửa sau. Ừ. Trốn đâu bây giờ? Thằng Ôn kia, mày đâu rồi? Ui. Ê, mày chạy đi đâu? Bố không thả con nhá, con bảo mẹ bố giấu quỷ đen. À, à. Ông tóm đường đó chưa? Tôi thả nó ra rồi. Ông tóm đường đó chưa? Tôi thả nó ra rồi. Tại sao hôm qua ông dám thả nó ra hả? Ờ, thì nó khỏe quá chứ sao. Có thế mà không làm được. Bố điêu đấy mẹ, hình như bố giấu quý đen thì phải. Ê, ông, tôi, con kia im. Ông đưa ngay quý đen đây. Tôi đã bảo làm gì có. Ông đưa đây, tôi không có. Ông đưa đây, tôi không có. Bố mẹ mày lại cãi nhau à? Ừ, nhân lúc này lại đi lét thôi. Ờ, ngon, đi. Úi đưa rồi đây. Cái gì đấy? Toang rồi, mẹ. Lóa lại trốn đi chơi. Mày quá. Ơ, ờ, mẹ. Ngựa quen đường cũ à? Dạ, mày. Con sẽ cho mẹ biết bố giấu quỷ đen ở đâu. Ui thế, ngon.